Hi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh hướng dẫn vẽ nail cọ nét của Trang Beauty nha. Các bạn mà thấy hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Trang Beauty nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu những thao tác để vẽ cọ nét nha. Mình sẽ bắt đầu với những nét cong dê. Đó, từng nét một. Đó, các bạn cứ vẽ từng nét tiếp theo luôn. Nó sẽ ra được một bông hoa. Đấy. Thêm một nét C ở bên ngoài nữa. Các bạn vẽ nét C to nhỏ tùy ý nha. Sau khi ra được bông hoa rồi thì mình sẽ vẽ tiếp theo tới cái phần thân, cái phần thân của bông hoa nha. Mình vẽ bông này là mình vẽ bông cúc đó các bạn. Và đây là thành phẩm mà mình đã hướng dẫn cho các bạn vẽ từ nãy đến giờ nha. Thì các bạn chỉ cần dùng cọ nét và những cái thao tác đơn giản thôi. Những chữ C lớn và chữ C nhỏ và nét thanh thì chúng ta sẽ ra được những bông hoa như thế này. Hoa hồng, chữ C, hoa cúc và hoa thực dược nha.